Nắng nóng kéo dài đã tạo điều kiện thuận lợi cho rệp sáp tấn công mạnh cây cà phê. Nhà vườn cần áp dụng các biện pháp phòng trừ hiệu quả ra sao? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.